Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị thời sự châm biếm trước sự việc đường Sài Gòn biến thành sông chỉ sau 3 giờ mưa của tác giả với bút danh Ông Tư Sài Gòn, đăng trên báo Sài Gòn Nhỏ vào ngày 15 tháng 8. Mời quý vị cùng theo dõi. Sài Gòn thành sông chỉ sau 3 giờ mưa. Bác sĩ Lội bị bỏng cấp cứu, bệnh nhân trong bệnh viện. Lâu lắm rồi Sài Gòn mới bị một trận mưa lớn như thế vào chiều 15 tháng 8. Chỉ sau có 3 giờ mưa, hầu hết những con đường nội thành biến thành sông. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì nguyên nhân gây lụt là do áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam. Nó thế giống như đổ lỗi cho thiên nhiên, trong khi đó lỗi này thuộc về Trung tâm quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật thành hồ thuộc Sở Xây dựng thành phố. Theo quy hoạch thì trung tâm này có trách nhiệm quản lý vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm soát triều, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xử lý bùn thải trên địa bàn thành phố vào việc khai thác, duy tu, bảo trì các công trình về chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh đô thị. Theo trách nhiệm được giao thì ngoài việc phải kiểm soát những gì có thể kiểm soát được nhưng chưa chắc đã kiểm soát được, như hệ thống thu gom và xử lý nước thải, bùn, trung tâm này còn có trách nhiệm kiểm soát triều cường, nghĩa là kiểm soát cả thiên nhiên. Người đời chẳng thể hiểu làm sao họ có thể kiểm soát được triều cường và bắt triều cường lên xuống theo giờ họ ấn định được. Cơn mưa chiều 15 tháng 8 chứng tỏ cái trung tâm này là đồ ăn hại. Khi theo thống kê từ trung tâm điều hành chống ngập thành hồ, toàn thành phố có 30 điểm ngập trong cơn mưa này. Trung tâm điều hành chống ngập thành hồ trước đây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành hồ. Năm 2018 bị rút quyền chống ngập vì lãnh đạo trung tâm ăn hối lộ, tham nhũng nhiều quá. Sau đó chuyển trung tâm này cho Sở Xây dựng quản lý. Sài Gòn có nhiều trung tâm kiểm soát hệ thống thoát nước và chống ngập như thế nên nhân dân đừng lo nhiều, chỉ lo tát nước ra khỏi nhà là được. Nói thế thôi, chứ có nơi ngập lên đến nửa thước thì người dân chỉ biết ngồi bó gối trên bàn thôi chứ làm sao tát nước. Ngoài đường thì nhiều người bị bổm lụi, xe máy, xe hơi chết la liệt. May là không thấy tờ báo nào đưa tin xe cứu hộ chở xe hơi qua đoạn đường 30m rồi chặt 600.000 đồng như ở Hà Nội. Có người nói không nên so sánh Sài Gòn với Hà Nội vì người Sài Gòn không ăn thịt đồng loại như dân thổ đu. Nghĩ cũng đúng, thế nhưng Sài Gòn lại có cảnh éo le khác. Chẳng biết bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn có bị xây tại khu đất trũng không, hay hệ thống thoát nước ở đấy quá tệ. Nên sau cơn mưa chiều 15 tháng 8, khu vực bệnh viện đầy nước. Nước ở ngoài sân, bãi giữ xe tràn luôn vào khoa cấp cứu, có nơi ngập tới 40cm, còn trong bệnh viện thì ngập ngang, mắc cả cá chân. Bác sĩ y tá phải mang ủng lụi bi bổm nhận bệnh nhân. Hỏi ra mới biết, nhiều năm nay cứ mỗi khi mưa lớn kéo dài là bệnh viện này lại ngập nước. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như các y bác sĩ hộ lý, bảo vệ của bệnh viện đều phải lội nước làm việc hàng ngày. Họ nói không phải bơi đã là may mắn lắm rồi. Nghe nói bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn mới được xây dựng với kinh phí hơn 1.890 tỷ đồng. Đến năm 2023 sẽ được đưa vào hoạt động. Các bác sĩ, y tá ở bệnh viện cũ này đang hồ hởi phấn khởi lắm vì tin rằng mình sẽ được về nơi sạch sẽ và không phải lội. Có người biết chuyện nói, thôi cứ để họ mơ mộng một chút cũng không hại gì. Chứ nhiều chỗ ở bệnh viện mới cũng đã có người đặt hết rồi. Người không có tiền thì về trạm, xá phường xá thôi. Nghĩ cũng đúng.